Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 18 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái phần 18 này là 坐在宠物椅上工作. Với cái nghĩa như thế nào nè? 宠物椅 tức là cái ghế. Gì là cái ghế mà 宠物 là thú cưng, như vậy là 宠物椅 là ghế thú cưng. Thì ghế thú cưng như thế nào đó? Thì chút xíu nữa chúng ta vào bài chúng ta sẽ hiểu nha. 坐在宠物椅上工作, như vậy là ngồi ở trên ghế thú cưng để làm việc. Simon 是个设计师, 他有一个小狗. Simon 在家里工作的时候, 他的小狗很喜欢坐在他的腿上. 但是因为椅子太高了, 小狗 爬不上去, 所以Simon想买一个新椅子, 让小狗爬上来, 坐到它腿上. 但是Simon找不到这种椅子, 所以他就坐了一个椅子. 现在他坐在这个椅子上工作的时候, 小狗可以 爬上来和他坐在一起. 很多有小狗小猫的人都说他非常喜欢这个椅子, 希望Simon能给他们做一个宠物椅. Vừa rồi các anh chị và các bạn có nắm bắt được nhiều không ạ? Sau đây mình giải thích nội dung chi tiết của bài nhé. 三门 là một cái tên riêng thôi. 是一个设计师, 设计 là thiết kế. Ví dụ cái cầu này do tôi thiết kế nè, 这座桥, 有我 hoặc là 是我设计的. Vậy 设计 là động từ thiết kế, còn 设计师 là nhà thiết kế hoặc là chuyên gia thiết kế cũng được. Kỹ sư là kỹ sư, lào sư đó, tức là bậc thầy về thiết kế thì làm việc là chuyên gia thiết kế hay nhà thiết kế cũng được. Simon 是个设计师, Simon là một nhà thiết kế. 他有一只小狗, cô ấy có một con chó nhỏ, một chú chó nhỏ. Simon 在家里工作的时候, cái gì đó, rồi tờ sử hô với đằng sau thì mình dịch là khi, khi xảy ra cái việc đó đó. Simon 在家里工作的时候, khi Simon làm việc ở nhà. 在家里工作的时候, 他的小狗, con chó nhỏ của cô ấy, hẳn xì hoan chua chai tha tờ thủy sang. Hẳn xì hoan là rất thích, chua chai là ngồi ở, tha tờ thủy sang là trên chân của cô ấy. Tan sư là nhưng, yên quay là bởi vì, dị sư thay có là cái ghế cao quá, xẻo cầu phá bụi sang suy. Con chó không leo lên được bây giờ này nha. Phá bụi sang suy, phá là động từ leo. Phá bụi sang suy đây là một cách nói của bổ ngữ chỉ khả năng. Phá bụi sang suy có nghĩa là không leo lên được. Nếu mình không dùng cái bổ ngữ chỉ khả năng, mình dùng từ nẫn, tức là bua nẫn phá sang. Nếu mình không nói là phá bụi sang suy, mình có thể nói là bua nẫn phá sang, không thể leo lên cũng được. Tan sư yên quay gì chứ thay có là xiểu cầu phá bụi sang suy. Sở dĩ Simon sáng mài ý cơ xin gì chứ. Cho nên Simon muốn, sáng mài là muốn mua, ý cơ xin dị tư là một cái chiếc ghế mới, ý cơ xin dị tư. Răng xẻo cầu phá sang lại, răng là để, răng xẻo cầu là để cho chú chó nhỏ phá sang lại là leo lên. Thì con chó từ dưới đất nó leo lên, tức là nó càng leo nó càng tiến gần về phía của Simon, cho nên là phá sang lại, chứ không phải là phá sang chi. Cái gì đi về phía của mình là phá sang lại, cái này là bổ ngữ chỉ xu hướng. Răng xẻo cầu phá sang lại, chua tao tha thủy sang, ngồi trên chân của cô ấy. Tan sư Simon trào bố tao cho chúng dị sư. Tan sư là nhưng, Simon trào bố tao, Simon không tìm được cho chúng dị sư là cái loại ghế như vậy. Sở dĩ tha chứ chua là gì cái dị sư, sở dĩ là cho nên. Tha chứ chua là gì cái dị sư, cô ấy đã làm một chiếc ghế. Chua là gì cái dị sư, dị cái dị sư mình cũng có thể nói dị bãi dị sư cũng được.
现在他坐在这个椅子上工作的时候，现在他坐在这个椅子上工作的时候，现在là bây giờ, khi cô ấy ngồi trên chiếc ghế này để làm việc, 坐在这个椅子上工作的时候, 的时候dịch là khi, 小狗可以, con chó nhỏ có thể 爬上来là leo lên, 和他坐在一起, ngồi chung với cô ấy. 很多有小狗小猫的人, có rất nhiều người, có những con chó nhỏ hoặc là mèo nhỏ, 都说là đều nói, 他们非常喜欢这个椅子, họ rất là thích cái chiếc ghế như vậy, chiếc ghế này, 非常喜欢这个椅子. 希望 Simon 能给他们做一个宠物椅, rất mong hoặc là hy vọng Simon 能给他们做一个, có thể làm cho họ, 能给他们做一个, một chiếc ghế, mà người ta gọi đó là ghế thú cưng, dĩ cơ chung khu gì. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 18 của bài. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ đăng ký và cho mình một like nhé. Xin cảm ơn mọi người.